Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dự ký kế hoạch số 831 về thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia, phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mục tiêu chung là góp phần hình thành hệ sinh thái nền tảng số đáp ứng cơ bản yêu cầu chuyển đổi số được sử dụng sâu rộng để tạo hạ tầng mềm phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số và trong từng ngành lĩnh vực địa bàn góp phần quan trọng để đạt được các chỉ tiêu chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh đồng thời tập hợp các doanh nghiệp xuất sắc có tiềm lực tập trung đầu tư phát triển các nền tảng số làm nồng cốt để hình thành mạng lưới hỗ trợ triển khai nền tảng số đông đảo rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở Giai đoạn đến năm 2025 có 100% cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống nhà nước ứng dụng các nền tảng số trong công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc, 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên có ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, thanh toán ở mức cơ bản, 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại các nền tảng thanh toán số. Giai đoạn 2026-2030 có 100% các tổ chức đảng, cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống nhà nước ứng dụng các nền tảng số trong công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc. 80% doanh nghiệp nhỏ và dừa trở lên ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh, thanh toán đạt hiệu quả cao. 95% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại các nền tảng thanh toán số để đạt mục tiêu đề ra an giang đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số của tỉnh ban hành các cơ chế chính sách ưu tiên sử dụng thúc đẩy phát triển các nền tảng số đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sử dụng các nền tảng số quốc gia